Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin ủng hộ hay phản đối Nga, người dân Việt Nam lên tiếng. Hôm 24 tháng 2, quân đội Nga đã bắt đầu tiến hành một cuộc tấn công tổng lực quân sự lớn vào Ukraine với các vụ nổ gần các thành phố lớn trên khắp đất nước này. Gần như ngay lập tức, mạng xã hội ở Việt Nam đã bùng nổ thông tin về cuộc chiến, cùng với nhiều luồng quan điểm khác nhau. Nhà báo Huy Đức viết trên trang Facebook cá nhân rằng, cố thủ trong ngai vàng bằng tội ác là một thứ nô lệ của quyền lực. Hắn không chỉ bất chấp đạo lý, pháp lý, chủ quyền của các quốc gia mà còn bất chấp cả tính mạng của chính nhân dân mình. Không chỉ trang bị bằng cấp mà còn phải thoát khỏi tâm thế nô lệ mới không bị tẩu hỏa mà thần phục và thần tượng hắn. Đây là hình ảnh người biểu tình ủng hộ Ukraine tụ tập bên ngoài thành phố Downing, London vào chiều thứ Năm 24 tháng 2. Vào thứ Sáu 25 tháng 2, trong bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, nhà văn Đoàn Bảo Châu viết rằng lý do của cuộc kháng chiến là hoàn toàn vớ vẩn. Không thể bịa ra việc dân Nga ở Ukraine bị đàn áp mà khởi động một cuộc chiến tranh. Không thể nói Ukraine sẽ gia nhập NATO, đưa biên giới của NATO sát nước Nga, xây dựng cơ sở Ukraine để kiềm chế Nga là lý do chiến tranh, vân vân. Tóm lại, Putin đã khởi động một cuộc chiến phi nghĩa. Đừng mong Nga mạnh lên. Nga bắt tay với một thể chế độc tài khác của Tập, cả hai sẽ cùng nhau thay đổi cục diện chính trị của thế giới và ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Cùng ngày, nhà báo Nguyễn Công Khế cũng viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Tại sao có người lại biện bạch cho Putin được phép đánh vào một nước láng giềng có chủ quyền? Xích xe tăng và vũ khí hiện đại không thể là nền tảng của sức mạnh. Sự hiểm ác và tham lam có thừa trong thế giới hiện nay. Nhưng nếu để cho nó chiến thắng thì tất cả phần còn lại của thế giới không xứng đáng hô hào, nhân nghĩa, dân chủ và thịnh vượng. Nên nhớ cho rằng ta gần một nước lớn là Trung Quốc. Trung Quốc đối với ta không cần nhắc lại. Putin nhiều lần cũng ủng hộ Trung Quốc về Biển Đông, không hề giấu giếm. Thế thì cớ gì mà người ta lại biện bạch cho Putin đánh vào Ukraine? Người Việt ở nước ngoài, một số nhà phân tích thời sự có tiếng cũng đã đề cập với chủ đề này từ hôm qua. Ông Nguyễn Khắc Giang, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học chính trị tại Đại học Victoria tại New Zealand, bình luận trên trang Facebook cá nhân như sau. Vũng lầy Afghanistan là khởi đầu cho sự sụp đổ của Liên Xô. Ukraine cũng sẽ làm mồ chôn của Putin mà thôi. Đây là hình ảnh bài viết trên trang Facebook của Kiến Hoàng được nhà văn Đoàn Bảo Châu chụp hình và đưa lên trang Facebook cá nhân của mình. Trên Facebook, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại viện tại Singapore đã nêu ra quan điểm của mình như sau. Sử dụng vũ lực hay xâm lược nước khác hiếm khi là hành động khôn ngoan, nhất là khi đang ở thế yếu. Putin đang đẩy nước Nga xuống hố, không biết khi nào thì mới có thể ngóc lên được. Và ủng hộ Nga hay cuồng Putin đây? Bên cạnh ý kiến lên án, cũng có những quan điểm ở Việt Nam ủng hộ cuộc tấn công của ông Putin vào Ukraine. Cũng trong bài viết của mình đăng trên trang Facebook, nhà văn Đoàn Bảo Châu chia sẻ quan điểm cá nhân về bài viết của Facebook Kiến Hoàng mà ông Châu nhận định là vị tướng quân đội này là một người cuồng Nga, cuồng Putin. Theo đó, tài khoản Kiến Hoàng vào hôm 24 tháng 2 đăng bài viết trên trang cá nhân với tựa đề Nước Nga vĩ đại đã quay trở lại. Đáng tiếc là bài viết này sau đó đã bị khóa hoặc xóa vì đường link dẫn tới bài viết do tác giả này không cho được kết quả nào. Và trên trang Facebook của người này cũng không còn bài viết đó. Ý kiến bài viết này tỏ lập trường ủng hộ tấn công của Nga cũng được nhiều người đăng tải trên các nhóm group khác nhau Facebook như đơn vị tác chiến mạng, như bài viết Ukraine cái giá phải trả cho sự phản bội lại lịch sử, và Việt Nam thì thế nào? Hay như tài khoản Hùng Lương nêu ý kiến rằng, ngoài việc quan ngại cấm vận Nga, đố thấy thẳng Mỹ và NATO nào đủ bản lĩnh đấu súng với quân đội Nga, đó là chân lý. Giải thích cho quan điểm ủng hộ Nga ở Việt Nam, kỹ sư Dương Quốc Chính cũng có bài viết đăng trên trang Facebook về tâm lý của Nga. Trong đó có đoạn
chính vì người ta nghĩ là Liên Xô chết oan với tình cảm sâu nặng như đã viết ở trên, nên tỷ lệ người dân Việt Nam còn hoài niệm về Liên Xô là rất rất cao. Đây là hình ảnh vị trí của các điểm ghi nhận giao tranh tại Ukraine vào ngày 25 tháng 2. Một số điểm ở thủ đô Kiev và cách không xa dinh tổng thống. Mình cho rằng hầu hết thế hệ sinh những năm 5X, 7X ở miền Bắc đều có hoài niệm ít nhiều. Tiếp đó là con cháu họ, nhất là những cháu được ăn lộc triều đình, nói chung là tâm lý chịu ơn. Có Liên Xô thì mới có chúng ta ngày nay. Trong quân đội công an thì bất chấp tuổi tác, tôi nghĩ rằng phải đến 99% là họ cuồng Liên Xô, vì vũ khí, khí tài của họ hầu hết là của Liên Xô và sau này là của Nga. Nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin dường như đã lấy lại được phần nào hào quang thời Liên Xô, hoàn toàn tương phản với thời Yeltsin. Người dân Việt Nam trở nên hồ hởi, vui mừng cho nước Nga bởi họ coi rằng Nga chính là hậu thân của Liên bang Xô Viết. Vinh quang của nước Nga chính là sự hiện hồn của Liên Xô. Thế là họ hoặc những nhóm người kể trên cắm đầu cuồng Nga. Họ bênh vực nước Nga vô điều kiện, giống như bênh vực tổ tiên vậy. Cũng là điều dễ hiểu và có thể thông cảm. Tẩy não không bao giờ là điều đơn giản. Bên ngoài mạng xã hội cũng có các ý kiến ủng hộ Nga. Một Việt Kiều, 57 tuổi, sống ở Saint Petersburg hơn 30 năm, đã cho Đài BBC biết qua một cộng tác viên rằng việc chiến sự xảy ra là vì không có cách nào khác Anh, Mỹ dồn Nga tới chân tường. Và động thái này của Nga là để ngăn chặn việc NATO kết nạp Ukraine vào khối. Và giờ chỉ cần Tổng thống Ukraine ngồi vào đàm phán cam kết không gia nhập NATO như Phần Lan là ok. Đây là hình ảnh gương mặt bất an của một hành khách chờ tàu rời khỏi Kiev vào ngày 24 tháng 2. Trước câu hỏi tại sao Nga muốn chống lại Anh và Mỹ lại đưa quân sang đánh Ukraine, ông nói, thực ra mâu thuẫn có từ lâu rồi. Nga đánh trước để dằn mặt. Nếu Ukraine ra gặp NATO thì lúc đó sẽ quá muộn. Nga không muốn NATO đưa tên lửa sát sườn đất nước của mình, như vậy không còn an toàn nữa. Giờ tôi hỏi, nếu Cuba cho Nga mang tên lửa tới đặt sát sườn nước Mỹ thì Mỹ có chịu hay không? Facebook Trang Trần thì biết rằng Nga muốn đầu tư và phát triển về kinh tế, nhưng phương Tây không bao giờ để cho họ làm như thế. Vì vậy, có bao nhiêu tiền Nga phải đổ cả vào vũ khí, quân đội để cân bằng lực lượng và không còn nhiều tiền để đầu tư phát triển kinh tế nữa. Nguyễn Lam ở Long An thì bình luận rằng khi cái thỏng lọng đã để sát cổ của bạn và bạn không làm gì thì bạn sẽ chết thôi. Putin chỉ làm việc mà người Nga và một số nước thuộc khối Liên Xô cũ đáng lẽ đã làm từ rất lâu nhưng không đủ sức. Và thực sự có một lúc nào đó chân lý thuộc về kẻ nắm quyền và nắm truyền thông trong. Khi Mỹ và đồng minh đã tham dự rất nhiều cuộc chiến với lý do không còn hiểu nổi như Iraq, Libya, vân vân, tiền trách kỷ, hậu trách nhân, thế thôi. Theo quan điểm của Facebook Nguyễn Lê Minh thì Putin hiếu chiến, vâng, nhưng phía bên Ukraine cũng đâu phải toàn các thiên thần vô tội yêu quý hòa bình. Nếu được thế, họ cũng sẽ làm điều tương tự đối với Nga. Luật sư Trần Đại Lâm từ Hà Nội nói, Nga đã ngang nhiên trà đạp đến luật pháp và các quy ước quốc tế khi phát động một cuộc chiến tranh bóng cho là có tính chất xâm lược Ukraine. Đây là hình ảnh nhiều người dân ở thủ đô Kiev trú ẩn trong ga tàu điện ngầm có tác dụng như một hầm tránh bom. Ông phân tích, Ukraine là một quốc gia có chủ quyền, lãnh thổ, có chính quyền, có mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác và được thế giới công nhận là một quốc gia. Vì vậy, việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine có nghĩa là Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế. Quan điểm của tôi trong cuộc chiến này là Nga đã xâm lược Ukraine và đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, bởi vì Nga đã phá bỏ luật lệ, pháp luật và những điều ước quốc tế. Tôi cực lực lên án hành vi xâm lược của Nga vào Ukraine vào thời điểm hiện nay. Cũng theo quan điểm của tôi thì việc nhiều người Việt Nam ủng hộ Nga xâm chiếm Ukraine vì họ có một niềm tin hoặc có tình yêu đối với Liên Xô trước đây và cụ thể là nước Nga bây giờ. Và họ yêu mến ủng hộ Putin, họ nghĩ rằng ông Putin làm gì, suy nghĩ, hành động gì cũng đều đúng. Tuy nhiên tôi thấy rằng đây là một hành vi hết sức nguy hiểm. Nếu người Việt Nam ủng hộ việc Nga xâm lược Ukraine thì sau này trong trường hợp của Trung Quốc xâm lược Đài Loan hoặc thậm chí là xâm lược Biển Đông hoặc xâm lược Việt Nam thì chúng ta sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Sẽ như thế nào nếu như bạn bè cộng đồng quốc tế ủng hộ Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam hoặc xâm chiếm Biển Đông?
Kính mời các bạn xem bản tin thị trường quyền lực Tô Lâm đang lên giá. Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính vừa nhắc ông Tô Lâm khẩn trương điều tra để đưa ra xét xử các vụ án này đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Gió đã đổi chiều, ông Tô Lâm đang lên giá. Nhà báo Trần Văn đã nhận định về vai trò và vị trí của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong bối cảnh hai vụ đại án của công ty sản xuất test nghiệm Việt Á dởm và Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao ăn hối lộ hàng triệu đô la trong những chuyến bay giải cứu công dân và người ra phải mua với giá cắt cổ. Bài viết mang tựa đề Thị trường quyền lực Tô Lâm đang lên giá. Bộ Giao thông Vận tải vừa loan báo đã chỉ đạo những cơ quan hữu trách của Bộ khẩn trương tổng hợp và báo cáo các thông tin, tài liệu liên quan về các chuyến bay đưa công dân về nước. Sau khi Bộ Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phục vụ công tác điều tra. Đây là hình ảnh 4 quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam bị bắt về tội nhận hối lộ liên quan đến chuyến bay giải cứu. Nói một cách khác, sau khi Bộ Ngoại giao bị đẩy vào thế phải phân bua, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, theo đúng quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Vì 4 viên chức lãnh đạo của Cục lãnh sự cũng bị khởi tố do tội nhận hối lộ. Giờ thì đến lượt Bộ Giao thông Vận tải ấp úng rằng chỉ thực hiện vai trò phối hợp, chịu trách nhiệm chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam triển khai cho phép bay, kế hoạch phục vụ các chuyến bay theo kế hoạch giải cứu công dân được Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao phê duyệt trên cơ sở ý kiến thống nhất của các bộ, ngành liên quan. Thông cáo của Bộ Giao thông Vận tải gửi cho các cơ quan truyền thông sau khi cơ quan an ninh điều tra dùng các cơ quan truyền thông loan truyền là Bộ Giao thông Vận tải là đối tượng điều tra, cho thấy Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đang kêu oan. Đó là Bộ Giao thông Vận tải không được giao trách nhiệm trong việc đánh giá tổng hợp nhu cầu, phê duyệt danh sách công dân, cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo. Và trong việc tổ chức đưa công dân Việt Nam về nước giữa đại dịch, Bộ này chỉ là phối hợp rất tích cực với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng trong công tác bảo hộ công dân. Về lý thì Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải nói chung không thể vô can trong scandal bay giải cứu vốn đã lùm xùm suốt từ năm 2020 cho đến tận đầu năm 2022. Dù muốn hay không, chuyện Bộ Công an khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao dính dáng đến việc điều động các phương tiện vận tải hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải vẫn đặt các ủy viên Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông Vận tải vào tình thế nguy hiểm đến sinh mạng chính trị của họ. Ít nhất cũng là trách nhiệm liên đới mà người đứng đầu không thể thoái thác. Đây là hình ảnh các chuyến bay giải cứu cắt cổ được dư luận viên tô vẽ với những câu khẩu hiệu như một Việt Nam ngạo nghễ, một Nam Châu hay bay thẳng vào tâm dịch để đón đồng bào chỉ có thể là Việt Nam và tự hào quá Việt Nam ơi. Tương tự, các ủy viên của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang hay từng lãnh đạo của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, v.v. cũng trong tình thế nguy hiểm đến sinh mạng chính trị. Y hệt như vậy khi Bộ Công an khởi tố rồi tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty Việt Á và một số CDC, song chưa hề cho thấy muốn giờ tới những cơ quan và cá nhân giúp công ty Việt Á gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đã là đề ra chủ trương hỗ trợ chi phí nghiên cứu, lập liên doanh nghiên cứu, v.v. Nhìn một cách tổng quát rõ ràng, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an là nhân vật có quyền quyết định mở rộng điều tra những vụ án vừa đề cập đến mức nào và đang nắm trong tay sinh mạng chính trị nhiều đồng liêu, đồng đảng cũng như những nhóm có quan hệ mật thiết với những đồng liêu, đồng đảng này. Cơ quan an ninh điều tra thuộc quyền ông Tô Lâm có làm rõ những dấu hiệu vốn đã rất rõ về sự dính líu với nhiều nhân vật cao cấp hơn những cá nhân đã bị tống giam hay không, dường như không phụ thuộc vào khả năng điều tra mà phụ thuộc vào ý chí chủ quan của ông Tô Lâm. Họ vẫn nói rằng sai phạm đến đâu xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Không phải là sản phẩm do Bộ Ngoại giao mới sáng tác. Đây là hình ảnh ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đó cũng là cam kết gần đây những viên chức đứng đầu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam
thường đơn ca, đôi khi là đồng ca. Tuy nhiên, ca từ có phản ánh đúng thực tế hay không lại là chuyện khác. Nếu ông Tô Lâm thật sự muốn xem xét, xử lý nghiêm minh những cá nhân phải chịu cả trách nhiệm trực tiếp lẫn gián tiếp như bài ca ấy, ông không thể bỏ qua chính ông. Ai cũng biết lực lượng an ninh nhân dân của Bộ Công an có mặt khắp mọi nơi. Nếu tính theo tỷ lệ, chắc chắn nhân sự của lực lượng này trong các cơ quan đại diện chính quyền tại Việt Nam, bên ngoài Việt Nam, bao gồm cơ quan ngoại giao, đặc biệt là cơ quan tình báo v.v. không hề nhỏ. Muốn biết nhân sự của lực lượng an ninh nhân dân đa dạng cỡ nào, khả năng chi phối hoạt động của các cơ quan ngoại giao ra sao, cứ tra cứu những thông tin mà cơ quan điều tra của một số quốc gia châu Âu công bố sau khi xảy ra scandal bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Thế thì tại sao Bộ Công an không hành động từ lúc đồng bào bị kẹt ở nước ngoài rên xiết như vậy? Và liệu cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an có yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an khẩn trương tổng hợp và báo cáo các thông tin tài liệu liên quan về các chuyến bay đưa công dân về nước mà lực lượng an ninh nhân dân của Bộ Công an ghi nhận từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2022 hay không? Và dư luận cho rằng chắc chắn là không. Mà không thì làm sao có thể xác định được cả hiệu quả hoạt động lẫn trách nhiệm của lực lượng an ninh nhân dân cũng như lãnh đạo Bộ Công an trong thu thập xử lý những thông tin không chỉ vi phạm pháp luật mà còn khiến nhân dân suy giảm niềm tin, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh với cương vị là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp kinh phí 19 tỷ đồng cho Việt Á cùng Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất bộ kit xét nghiệm rởm. Sau đó cũng chính Bộ Khoa học và Công nghệ đăng tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chấp nhận cho bộ kit xét nghiệm này. Và cũng vì sao công an cũng làm thinh suốt từ cuối năm 2020 đến tận đầu năm 2022 khi bay giải cứu đã trở thành vấn nạn mà nhân dân, đặc biệt là những đồng bào bị kẹt ở ngoại quốc, liên tục kêu gào xin làm rõ. Và vì sao giữa năm ngoái đã có vô số bằng chứng cho thấy rằng thần tốc xét nghiệm trên diện rộng có gian ý bị lợi dụng mà Bộ Công an lại án bình bất động đến như vậy? Giá của ông Tô Lâm từng giảm lần ít lần nhiều vì liên đới trách nhiệm trong nhiều scandal về vụ công ty Bình Phong của Bộ Công an tổ chức đánh bạc online, vụ xác định tài liệu mobile phone mua cổ phần của công ty AVG là mật, vụ tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay tại Đức, vụ tấn công vào Đồng Tâm, Mỹ Đức giết chết đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình, v.v. Giá của ông Tô Lâm rớt xuống tận đáy với chuyện thưởng thức bỏ rát vàng gần đây. Sau scandal bỏ rát vàng đã xảy ra hồi đầu tháng 11 năm 2021, lúc sự căm phẫn và khinh bỉ của dân chúng đối với cá nhân ông Tô Lâm nói riêng và đảng và nhà nước Việt Nam nói chung dâng cao. Hạ tuần tháng 11 năm 2021, một vài ủy viên Bộ Chính trị đột nhiên tuyên bố khơi khơi: nếu cán bộ có khuyết điểm, sai lầm, uy tín giảm sút thì trước hết là khuyến khích từ chức. Đồng thời cũng phải tạo ra áp lực chính trị của tổ chức đảng, cơ quan để cán bộ từ chức khi uy tín giảm sút, không chờ hết nhiệm kỳ. Đây là hình ảnh bữa ăn tiệc rắc vàng, bỏ rắc vàng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với có tướng Tô Ân Sô đang hứng thú quay video trị giá nhiều ngàn đô la. Nửa tháng sau, trung tuần vào tháng 12 năm 2021, tướng Tô Ân Sô, người cùng thưởng thức bỏ rắc vàng với ông Tô Lâm, công bố các quyết định biến công ty Việt Á thành một scandal, cũng như các thông tin biến nhiều đồng liêu, đồng đảng thành tội phạm dự bị. Thêm một tháng nữa, đột nhiên bay giải cứu đã trở thành đối tượng bị điều tra. Dẫu hai cuộc điều tra này cho thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam thối rữa từ gốc đến ngọn, nhưng vẫn khiến vai trò, vị trí của ông Tô Lâm cả trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền lẫn trong mắt công chúng khác hẳn trước đó một tháng. Ông Phạm Minh Chính cũng là ủy viên Bộ Chính trị như ông Tô Lâm, nhưng là thủ tướng thượng cấp của Bộ trưởng Bộ Công an, nhân vật về lý không thể thoái thác trách nhiệm trong cả hai scandal là Việt Á và bay giải cứu, đã rất vui vẻ đứng sang một bên làm quan sát viên, vừa biểu dương lực lượng công an đã phát hiện, khởi tố điều tra cả scandal Việt Á lẫn scandal bay giải cứu, vừa nhắc ông Tô Lâm khẩn trương điều tra để đưa ra xét xử các vụ án này, đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Gió như vậy đã đổi chiều, ông Tô Lâm đang lên giá.